Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món miến xào chay. Miến thì các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Ở đây mình dùng loại này, mình thấy ngon. Ở bịch này là 200g. Sợi miến này của mình nó hơi nhỏ nha các bạn. Các bạn có thể là dùng sợi miến to hơn cũng được. Một ít nấm mèo với nấm đông cô thì mình sẽ ngâm nước tầm khoảng 2 tiếng rồi xả sạch lại. Và mình sẽ cắt ra. Nấm mèo thì mình nếu như mình thích nó giòn, mình cắt to chút xíu. Tại mình cắt nhỏ quá hồi nó teo lại ăn không ngon á, nó hết giòn. Nấm đông cô mình cắt làm đôi hoặc là làm ba. Một ít mè rang. Về rau củ xào thì mình có khoảng 600g, bao gồm là giá hẹ, nấm bào ngư, cà rốt, cải ngọt. Phần cải ngọt mình lấy phần cọng thôi, còn phần lá các bạn để lại để mình nấu canh nha. Nấm bào ngư mình xé ra làm 2 hoặc là làm 3. Mình dùng thêm một ít tàu hủ ghi lá. Khi mua về thì mình sẽ cắt thành miếng vừa ăn á, rồi các bạn đem đi chiên. Mình để dầu nóng rồi mình cho vào chiên thì nó sẽ phồng như thế này. Thông thường mình ăn hủ tiếu chay á, các bạn thường thấy người ta sẽ bỏ vô. Đậu hũ chiên, chả lụa chay. Đậu hũ này mình mua về mình cắt nhỏ ra rồi mình chiên lại, mình xào ăn cho nó ngon. Một củ hành tím mầm nhuyễn, một ít gốc hành. Bạn nào kiêng hành lá mình sẽ dùng bơ rô. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay và làm. Sợi miến này thì mình sẽ không trụng qua nước sôi mà mình sẽ ngâm ở trong nước lạnh. Mình ngâm cho nó nở ra mình xào ăn nó ngon hơn. Nước lạnh bình thường ở nhiệt độ phòng thôi. Là mình xay trở nó đi cho nó ngấm nước đều nó nở ra. Tiếp theo mình sẽ đi pha sốt nha. Một muỗng cà phê hạt nêm chay, nửa muỗng cà phê tiêu. Mình dùng đường thốt nốt hoặc các bạn dùng đường cát trắng cát vàng cũng được. Cho vào đây một muỗng canh đường. Nếu như mà dùng đường cát trắng thì mình sẽ bớt lại, tại đường thốt nốt nó sẽ ít ngọt hơn á. Làm món miến trộn thì mình sẽ dùng miến trộn hay gọi miến xào đó, thì mình sẽ dùng nhiều dầu mè chút xíu, khoảng 1/3 muỗng canh dầu mè. Nếu như muốn miến của mình nó sẽ có cái màu hơi nâu nâu á, mình sẽ dùng thêm xì dầu của ly cung kỳ, không có mà các bạn dùng nước tương cũng được. Một muỗng canh. Nửa muỗng canh nước tương. Một muỗng canh tương cà chua để giúp trung hòa vị mặn lại. Bây giờ mình sẽ khuấy đều cái sốt này lên. Bạn nào có dầu hào chay á, mình dùng thêm dầu hào chay. Nhưng mà nếu như dùng dầu hào chay mình sẽ bớt lại nước tương nha. Tại dầu hào chay nó có vị mặn á. Sợi miến của mình á, do nó nhỏ thành ra là mình chỉ cần ngâm nước khoảng 6-7 phút là được. Các bạn vớt ra để cho nó ráo nha, cho nó ráo nước. Tại vì còn nhiều nước quá mình xào miến nó dễ bị nhão lắm. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một khoảng nửa muỗng canh dầu ăn. Và mình sẽ cho sốt vô. Cho sốt vô trước một ít để cho nó ngấm nó ngon hơn. Khoảng một muỗng canh rưỡi sốt. Mình trộn đều lên. Mình cho trước ít dầu ăn vậy á, thì khi mà mình làm á thì nó sẽ ít bị dính hơn. Cái sợi miến này vậy nó khó làm hơn cái sợi hủ tiếu á. Bây giờ mình sẽ trộn xong rồi nè. Mình sẽ để qua một bên, tiếp theo mình sẽ đi xào rau củ nha. Mình trộn trước sợi miến nó thấm nó ngon hơn. Mình cho một ít dầu ăn vào chảo để mình phi phần đầu hành với hành tím. Mình phi cho nó vàng thơm lên. Bắt đầu nó vàng thơm mình sẽ cho nấm đông cô với nấm mèo vô. Đảo sơ khoảng 30 giây cho nó thơm lên. Sau đó sẽ cho đậu hũ với chả vô. Cho thêm sốt vô để cho nó ngấm đậu hũ nó ngon hơn. Một muỗng canh sốt. Mình để lửa vừa mình xào từ từ thôi nha các bạn. Sau khoảng 2 phút, bây giờ mình sẽ cho cà rốt với cải ngọt vô. Rau củ nó nhanh chín lắm. Với lại rau củ các bạn đừng có xào lâu quá, xào lâu quá mình ăn nó mềm rục, nó mất đi cái độ giòn, nó vừa chín tới là ngon.
cho thêm sốt vô đây. Sốt mình chia ra nhiều lần mình cho, mình đừng có cho một lần hết. Cái công thức xào ngày hôm nay nó cũng giống như là mình làm hủ tiếu xào vậy đó. Sau khoảng 2 đến 3 phút xào, tiếp tục mình sẽ cho nấm bào ngư vô. Cho hết phần sốt còn lại vô. Tiếp tục đảo đều lại. Mình cho vô đảo đều khoảng 30 giây là được, nấm rất là nhanh chín. Tiếp tục cho giá. Làm cái này các bạn cho theo từng bước nha, nó sẽ dễ hơn. Giá nhanh chín cho sau cùng. Mình sẽ để lên trên mặt như thế này nè. Rồi mình sẽ cho miếng vô. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại chút xíu để cho nó giữ hơi, nó chín sợi miếng. Hoặc là có thể mình đảo sơn cái đi, mình hãy đậy thẳng ra để cho nó đừng dính tùm lum đó. Nãy giờ mình không có cho thêm nước nhé, rau củ nó tự động ra nước. Các bạn để nắp khoảng 1-2 phút là mình phải dở ra mình kiểm tra. Mình thấy nó chưa chín thì mình sẽ đậy nắp lại. Cái này chút xíu nó chín rồi, nhanh lắm. Các bạn nhớ mình kiểm tra sợi miếng thường xuyên nha. Mình xào cho nó vừa chín tới là được, mình thấy nó được rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho mè vô. Cho mè rang vô. Nó kiểu giống như là vừa miếng trộn vừa miếng xào vậy đó các bạn. Nhưng mà mình xào nó ráo hơn, còn miếng trộn nó hơi nhão hơn chút. Rồi sau đó các bạn cho tàu hũ kỳ lá vô. Tắt bếp nha các bạn. Mình vẫn sẽ đậy nắp để mình ủ thêm chút xíu nữa để lấy cái hơi. Nó vừa mềm cái tàu hũ kỳ lá này, nó vừa làm cho cái sợi miếng của mình nó sẽ chín kỹ hơn, nhưng mà nó không có bị nhão. Nãy giờ mình đậy nắp được khoảng 10 phút rồi, bây giờ mình sẽ mở ra nha. Các bạn trộn đều nó lên. Hồi nó nguội á, sợi miếng nó sẽ bung ra nó ngon hơn nữa. Bản chất của sợi miếng nó rất là dai và rất là dễ dính. Mình mà muốn cho sợi miếng nó không có dính là phải xài nhiều dầu lắm. Nhưng mà với cái cách này á, mình sẽ hạn chế được dầu nhiều hơn. Giờ mình sẽ cho nó ra dĩa luôn cũng được. Khi ăn thấy lạc á, mình có thể là chấm thêm với nước tương với ớt. Thông thường công thức nhà mình thì mình làm gần như nó vừa ăn rồi đó. Món miếng xào chay của mình như vậy đã xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Công thức ngày hôm nay làm rất là nhanh gọn. Chủ yếu là cái khâu mà mình chuẩn bị rau củ mình sắc này kia á, nó lâu thôi, chứ thực tế xào nhanh lắm. Do là mình dùng xì dầu á, nên thành ra là cái sợi miếng nó sẽ hơi vàng vàng vậy nè. Nhìn nó hấp dẫn hơn. Còn không thích thì các bạn mình khỏi dùng xì dầu, mình dùng nước tương thôi. Khi mình dùng nước tương thì cái màu nó lợt hơn. Sợi miếng vừa chín tới ăn rất là ngon, không bị nhão gì hết á. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.